Những người thực hiện chương trình Bàn Chuyện Làm Ăn của Đài Phát thanh Truyền hình Bạc Liêu xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chuyển đổi số hay số hóa trong nông nghiệp là một xu thế tất yếu để đáp ứng cái nhu cầu trong xã hội phát triển hiện nay. Vì chúng ta đẩy nhanh và thực hiện thành công cái chương trình này thì có thể giúp giải quyết được nhiều vấn đề cho nông dân. Mà cái người nông dân quan tâm nhất đó chính là đầu ra của nông sản. Như vậy thì việc số hóa trong nông nghiệp sẽ giúp cho nông dân có thể áp dụng được những cái phương pháp mới, những cách làm mới và họ có những cái công cụ mới để có thể phát triển làm giàu trên mảnh đất của mình. Và để cụ thể hóa nhiệm vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp thì thời gian qua Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu cũng đã chủ động phối hợp với các địa phương hỗ trợ các tổ chức cũng như cá nhân xây dựng cơ sở dữ liệu cấp đăng ký mã số vùng trồng để kết nối nâng cao hiệu quả sản xuất giữa thị trường người tiêu dùng. Và coi đây là tấm hộ chiếu để đưa nông sản của tỉnh ra các thị trường, đặc biệt là thị trường quốc tế. Và câu chuyện mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị trong ngày hôm nay đó chính là việc làm ăn trong một xã hội mà ở đó kinh tế số đóng một vai trò hết sức quan trọng. Đặc biệt ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh đến lĩnh vực nông nghiệp, một lĩnh vực mà nhà nước đang triển khai thực hiện ban hành những cái quy định về đăng ký mã số vùng trồng cho một số cây chủ lực của địa phương. Dĩ nhiên khi ứng dụng một bước chuyển đổi mới trong sản xuất kinh doanh thì nông dân cũng gặp không ít khó khăn. Vậy để giúp cho người nông dân có thể hiểu rõ hơn những vấn đề như là mã số vùng trồng có tầm quan trọng như thế nào, người dân có được lợi thế gì khi được cấp mã số vùng trồng, cũng như những điều kiện để được cấp mã số vùng trồng. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với buổi tọa đàm của chúng tôi với chủ đề Mã số vùng trồng tấm hộ chiếu cho nông sản. Và bây giờ chúng tôi cũng rất vui mừng được giới thiệu quý vị khách mời của chương trình. Trước tiên chúng tôi xin được phép giới thiệu ông Trần Anh Thi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Lợi. Xin chào. Vị khách thứ hai chúng tôi muốn giới thiệu đó là Tiến sĩ Nguyễn Văn Bo, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Bạc Liêu. Và chúng tôi cũng rất vui mừng được giới thiệu ông Tô Thanh Hải, là Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Vĩnh Lợi. Đặc biệt hôm nay chúng tôi có mời anh Trịnh Văn Ngang, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Hợp tác xã Đồng Tâm thuộc xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi. Bây giờ chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để chào đón các vị khách mời đã đến với chương trình của chúng ta. Như chúng ta đã biết thì việc mã hóa vùng trồng mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nông dân, giúp cho người dân có thể theo dõi, kiểm soát tình hình sản xuất, rồi kiểm soát chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm cây trồng. Và được biết Vĩnh Lợi là một trong những đơn vị hiện rất quan tâm đến việc cấp mã số vùng trồng cho nông dân và hiện cũng đang là một đơn vị thực hiện khá tốt công tác này. Nhân đây thì chúng tôi cũng xin được mời ông Trần Anh Thi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Lợi sẽ cho chúng ta biết thời gian qua đã có những chỉ đạo cũng như là đã có những chủ trương gì để thực hiện tốt cái công việc cấp mã số vùng trồng cho nông dân, thưa ông. Thế thì thời gian đã qua thì cũng nhờ cái sự quan tâm của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, sự đồng lòng nhất trí của người dân, thế cho nên cái nền nông nghiệp của huyện cũng đã có sự phát triển cũng khá là toàn diện. Tuy nhiên thì như quý vị đã biết là trong thời đại hiện nay, nền nông nghiệp sẽ phải đương đầu với ba thách thức lớn. Thứ nhất là về biến đổi khí hậu. Thứ hai nó là dịch bệnh. Dịch bệnh thì càng lúc càng nguy hiểm và càng lúc càng khó lường. Và cái thứ ba nữa và cũng rất là quan trọng, đấy là cái sự cạnh tranh khốc liệt trong cái nền kinh tế thị trường. Đấy. Thì bây giờ làm thế nào để cho người nông dân là sản xuất ra ít bị thiệt hại nhất do cái hạn hán rồi ngập xâm nhập mặn. Rồi sản phẩm của họ thì là sử dụng cái giống nào, con nào, cây nào để mà hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh. Và một phần nữa là khi sản xuất ra thì chi phí thế nào là thấp nhất. Chi phí thấp nhất rồi bán làm sao mà cho nhanh nhất với cái lợi nhuận cao nhất. Đấy, thì để giải được cái bài toán này thì chúng tôi nghĩ là cái
chuyển đổi số trong nông nghiệp là hết sức là cần thiết và cấp bách. Nền móng của cái chuyển đổi số này là gì? Nền móng nó là cái mã số vùng trồng. Mã số vùng trồng thì có mã số cho vùng sản xuất, mã số cho cơ sở chăn nuôi. Thì mã số này thì chúng ta có thể xem như nó là một cái định danh của một con người đó. Khi người ta truy xuất vô cái mã số vùng này thì ta sẽ biết đâu sản phẩm này nó xuất phát từ đâu. Thông qua cái mã số vùng trồng này, chúng ta cũng có thể là thay đổi cái tư duy, cái nhận thức trong sản xuất của người nông dân. Đó là từ tư duy sản xuất manh mún nhỏ lẻ sang tư duy sản xuất công nghiệp, nông nghiệp là bền vững. Đây là những cái mà chúng tôi hết sức là quan tâm trong chỉ đạo thực hiện cái cấp mã số vùng trồng. Đây thì cũng có cái gì cũng đã biết đấy, thì trong chủ trương thì đã qua thì chúng ta đã phối hợp rất là tốt với các ngành, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, rồi chỉ đạo cho các ngành, các cấp, các xã, thị trấn là phải tuyên truyền vận động đến từng người dân một về cái lợi ích của cái thực hiện cấp mã số vùng trồng này. Như quý vị đã biết là khi mà thay đổi một cái phương thức, một cái thói quen thì nó rất là phức tạp. Đây thì chúng ta hồi xưa là muốn sản xuất kiểu gì cũng được. Bây giờ là để cho thị trường, để cho người là thế giới chấp nhận sản phẩm của chúng ta thì chúng ta phải là làm theo những cái là sản xuất thông minh, sản xuất bền vững, sản xuất sạch, con giống gì mạnh khỏe. Rồi khi tham gia vào cái mã số vùng trồng này thì là phải có ứng dụng công nghệ thông tin, ghi chép sổ nhật ký, rất là nhiều thứ, thì do đó rất là dễ làm nản lòng nông dân. Từ hồi xưa giờ tôi chỉ sản xuất như thế, tôi làm như thế thì nó được rồi, nhưng bây giờ thì nó quá nhiều cái việc đây, cho nên là họ sẽ nản lòng. Thì cách duy nhất để cho họ tiếp tục hưởng ứng cái chủ trương và cái chính sách đúng đắn này là cũng phải tiếp tục hỗ trợ, tiếp tục vận động cho họ có cái lợi ích cụ thể, thấy họ là khi mình làm theo cái này là có được lợi ích gì thì họ sẽ tiếp tục họ theo mình. Rồi sau khi được cấp mã số vùng trồng thì phải làm cái gì nữa? Phải duy trì nó, phải liên kết với phát triển hợp tác xã, liên kết chuỗi sản xuất và liên kết lại những người nông dân với nhau. Thì từ đó cái nền sản xuất của nông nghiệp nói riêng và của tỉnh chúng ta nói chung sẽ từng bước là phát triển mạnh. Theo lời của ông Thi vừa thông tin đó, thì vì những lời chúng ta đang rất là nỗ lực tập trung cho việc cấp mã số vùng trồng, mà đặc biệt là các vùng trồng lúa trong toàn huyện. Như vậy thì ở đây có ông Tô Thanh Hải, thì xin ông có thể cho biết là chúng ta đã xúc tiến cái vấn đề này như thế nào và tới bây giờ thì huyện đã đạt được cái tiến độ như thế nào trong thời gian qua rồi thưa ông? Kính thưa quý vị, thì ngành nông nghiệp thì được sự chỉ đạo rất là quyết liệt và rất là sâu sát và cụ thể của huyện ủy, đặc biệt là đồng chí chủ tịch ủy ban dân huyện. Thì đối với quá trình này thì thời gian thực ra thì chỉ chủ yếu thực hiện những năm gần đây thôi. Tại vì trước đây thì ngành nông nghiệp chủ yếu tập trung cho đẩy mạnh năng suất rồi sản lượng thâm canh và cơ giới. Thì riêng những năm gần đây thì cái câu chuyện là vấn đề là minh bạch quá sản xuất rồi truy xuất nguồn gốc lại là vấn đề nó trở thành bức xúc và vấn đề là nó mang tính quyết định nhiều hơn so với những vấn đề khác nữa. Do đó ngành nông nghiệp thì cũng quán triệt để những nội dung mà chỉ đạo của huyện. Thì về thực hiện thì như đồng chí chủ tịch vừa phản ánh, nó là một vấn đề rất là thực tế. Để chuyển đổi sản xuất đối với người dân là một chuyện khó, có thể 5 năm, 10 năm để mình để chuyển được một cái phương thức sản xuất. Và còn đối với việc chuyển từ sản xuất theo truyền thống mà hướng tới một cái chuyển đổi số đối với người nông dân là điều kiện tiếp cận về công nghệ cũng như điều kiện tiếp cận về các cái khoa học kỹ thuật, các cái tiến bộ về công nghệ cũng như chuyển đổi số đó, là nó thiệt thòi hơn so với những lĩnh vực khác. Do đó câu chuyện nó càng khó hơn. Nhưng mà không thể khó như vậy thì chúng tôi không làm. Cũng có những phương pháp. Thì thay vì dừng lại
không dừng lại chỗ tuyên truyền khuyến khích, mà chúng tôi có những cái cơ chế rất là rõ để cùng nhau thực hiện. Thí dụ như hiện nay là chuyển đổi số, đặc biệt là chuyển cấp mã số vùng trồng á, chúng tôi chỉ tập trung cho các hợp tác xã. Thì các hợp tác xã thì theo chính sách chung đó là ưu tiên hỗ trợ các nguồn lực cho hợp tác xã là ưu tiên. Thì kết hợp với đó thì là mình sẽ kết nối với doanh nghiệp. Thì doanh nghiệp cũng phải có trách nhiệm trong cái chuyển đổi số, mà đặc biệt là cấp mã số vùng trồng. Như vậy là các chương trình hỗ trợ cho được huyện hỗ trợ bằng kinh phí cho người dân, thì mình hỗ trợ là cho hợp tác xã, hỗ trợ cho nông dân thông qua hợp tác xã. Nhưng mà doanh nghiệp kết nối thì doanh nghiệp phải có trách nhiệm cùng với hợp tác xã, cùng với người dân là xây dựng mã số vùng trồng. Thời gian vừa rồi thì ngành nông nghiệp có phối hợp rất là chặt chẽ với chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật, và cũng được hỗ trợ trực tiếp rất là nhiều. Thậm chí anh em tụi tôi khi được cấp rồi là phải cập nhật hộ, đối những hộ nào mà gặp khó khăn gì cái này, rồi hướng dẫn từ từ. Do đó cấp mã số vùng trồng là một chuyện, mà duy trì và ứng dụng để tiến lên chuyển đổi số là một câu chuyện rất là khó hơn nhiều. Như đồng chí chỗ anh Thi vừa nói đó, nó rất còn khó hơn rất là nhiều. Thì với cách làm đó thì hiện nay Vĩnh Lợi chủ yếu là năm 2023 thì đã cung cấp mã số vùng trồng được hơn 600 hectare, chủ yếu cho các hợp tác xã. Thì trong đó có hợp tác xã Anh Ngang ở đây là một trong hợp tác xã đầu tiên được cấp mã số vùng trồng. Đây chỉ là một cái bước đầu, giống như là tôi nói ví dụ như là Anh Ngang đây, ảnh có một cái mã số định danh, thì chỉ biết mình chỉ tuyên truyền là cấp mã số vùng trồng có nghĩa là cấp mã số định danh. Thí dụ mã số vùng trồng lúa thì biết là lúa này địa chỉ ở đâu, thổ nhưỡng thế nào, chủ hộ ở đây như thế nào, tập quán cơ bản là như thế nào. Còn câu chuyện còn lại để đem lại hiệu quả thực sự thì cái người được cấp này phải cố gắng làm rất là nhiều thao tác nữa để cấp những cái chứng nhận. Thí dụ như mã số này được cấp an toàn, mã số này được cấp là sản xuất theo quy trình chuẩn gì đó, thì nó mới đem lại cái giá trị thực sự. Và chúng tôi cũng kỳ vọng là chúng đang thực hiện một bước tiếp theo, tại vì nếu mã số vùng trồng không là chưa đủ, cần thêm một, đó là cái đơn vị tiêu thụ lúa, thí dụ nhà máy, thì hiện nay đang liên kết là phải cấp thêm mã số cơ sở sản xuất đóng gói nữa. Thì hai ông này mà đảm bảo đủ, vừa mã số vùng trồng nó gắn liền với mã số cơ sở sản xuất đóng gói nữa, thì sản phẩm chúng ta khi đưa ra thị trường nó sẽ đúng là tấm hộ chiếu để đi ra thị trường. Xin được cảm ơn ông. Thưa quý vị, như chúng ta vừa nghe ông Thi cũng như ông Hải cho biết thì bước đầu cái việc cấp mã số vùng trồng thì cũng gặp rất nhiều khó khăn, do người dân cũng cần phải tiếp cận những cái kỹ thuật mới, đúng không ạ? Dạ. Tuy nhiên thời gian qua thì huyện Vĩnh Lợi cũng đã nỗ lực hết sức nhiều trong vấn đề này, và chính vì nhờ điều đó đã góp phần cho nông dân đã từng bước nâng cao được năng lực sản xuất, và giá trị của nông sản từng bước cũng đã được nâng lên, và từ đó thì họ đạt hiệu quả nhiều hơn trong sản xuất, đầu ra của nông sản cũng được ổn định hơn. Thưa quý vị, ngay sau đây thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng theo dõi một vài ghi nhận của chúng tôi qua phóng sự sau. Cụ thể hóa nhiệm vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, thời gian qua Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chủ động phối hợp với các địa phương, hỗ trợ các tổ chức cá nhân xây dựng cơ sở dữ liệu cấp, đăng ký mã số vùng trồng để kết nối, nâng cao hiệu quả giữa sản xuất, thị trường, người tiêu dùng, và coi đây là tấm hộ chiếu đưa nông sản của tỉnh ra các thị trường, đặc biệt là thị trường quốc tế. Mã số vùng trồng là mã định danh cho một vùng trồng trọt, nhằm giúp cơ quan chức năng và người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc, xác định quy trình sản xuất của nông sản. Việc mã hóa vùng trồng mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nông dân, như chuẩn hóa quá trình chăm sóc, quản lý cây trồng vật nuôi, quản lý được diện tích trồng, đưa ra quy trình chuẩn trong chăm sóc, cảnh báo tình hình dịch bệnh, lên kế hoạch chăm sóc, danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng và ước lượng năng suất. Từ đó, cây trồng cho năng suất chất lượng ngon đồng đều, đáp ứng được tiêu chuẩn của thị trường khó tính nhất. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để sản phẩm nông sản được xuất khẩu theo đường chính ngạch. Hiện tại thì người dân của mình là sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là cây lúa trên các làm manh múng,
Do đó để mà nông dân có lợi thế hơn cho câu chuyện mà xuất khẩu gạo lúa gạo sang các nước trên thế giới hiện nay là câu chuyện liên kết sản xuất, mà đặc biệt là đăng ký mã số vùng trồng, số hóa để cho các đơn vị mà liên kết đầu ra của mình họ chi xuất được nguồn gốc. Cái này cực kỳ quan trọng. Hiện tại giờ thì các đơn vị mà liên kết đầu ra của bên Hợp tác xã Nam Hưng là họ đặt hàng, họ coi như là họ quan tâm. Tới sau này thì xu hướng phát triển sắp tới thì tôi nghĩ là mã số vùng trồng sẽ là lợi thế cạnh tranh cho cái mặt hàng là lúa gạo của Việt Nam, mà đặc biệt là nông dân ở Vĩnh Lợi hoặc là Bạc Liêu mình là có lợi lớn nhất. Vĩnh Lợi là huyện đầu tiên trong tỉnh gấp rút xúc tiến mã số vùng trồng cho các hợp tác xã chuyên canh lúa. Hiện tại, một số hợp tác xã trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi đã được cấp mã số vùng trồng, và chính điều đó đã giúp các đơn vị có điều kiện đặt hàng. Hiện lãnh đạo huyện đang rất quan tâm và gấp rút hoàn tất thủ tục để cấp mã số vùng trồng cho các hợp tác xã khác trên địa bàn. Hiện tỉnh đang đẩy nhanh việc cấp mã số vùng trồng và đối tượng hướng tới trước tiên là các hợp tác xã. Theo đó, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh phối hợp với các huyện, thị, thành phố tổ chức các lớp hướng dẫn và thực hiện việc cấp mã số vùng trồng cho các hợp tác xã. Năm nay, Hợp tác xã Hưng Thịnh, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi triển khai mô hình nâng cao hiệu quả sản xuất gắn với liên kết theo chuỗi giá trị. Các thành viên hợp tác xã được các kỹ sư hướng dẫn quy trình sản xuất, ghi chép nhật ký sản xuất và hướng đến cấp mã số vùng trồng. Nếu hợp tác xã được cấp mã số vùng trồng sẽ góp phần nâng cao giá trị hạt lúa, tăng thu nhập cho các thành viên trong hợp tác xã. Nói chung thì từ nào xưa giờ thì cái vấn đề mà cấp mã số vùng trồng thì ở đây bà con trong hợp xã viên của hợp tác xã cũng như nói chung là bà con nhân dân cũng chưa có hiểu là như thế nào. Nhưng cũng vừa qua thì trong cái có mở cái lớp tập huấn mà do cái chi cục phát triển nông thôn thì mở lớp tập huấn để chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân là 6 kỳ, thì trong đó thì cũng có triển khai về cái hướng dẫn rồi nói về vấn đề cái cấp mã số vùng trồng để cái hàng mình nó đạt được chất lượng cao hơn. Thì cũng vừa qua thì bà con cũng một phần thì trong cái xã viên cũng trong cái lớp tham gia cái lớp vừa rồi thì cũng có hiểu một phần. Tuy nhiên, khách quan nhìn nhận so với tiềm năng lợi thế sẵn có, quy mô những vùng sản xuất vẫn manh mún nhỏ lẻ và chưa kết nối đầy đủ thông tin giữa sản xuất và thị trường. Nhất là trước nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của người tiêu dùng trong nước và quốc tế về truy xuất nguồn gốc, chất lượng nông sản. Rào cản lớn nhất là do tiêu chuẩn về quy trình thiết lập và giám sát vùng trồng cần quy mô, diện tích vùng trồng lớn, nông dân phải tuân thủ các quy định sản xuất an toàn, đặc biệt là phải ghi nhật ký sản xuất. Nhưng đây là lĩnh vực mới, số đông người dân chưa hiểu hết lợi ích của việc cấp mã số vùng trồng. Mặt khác, việc ứng dụng các công nghệ số trong sản xuất theo hướng liên kết, theo quy trình hữu cơ, sản xuất theo chuỗi giá trị còn nhiều hạn chế. Dạ, cái này là đúng là một cái vấn đề đặt ra, nó là một cái vấn đề khó. Tại vì kể cả ngay cả cán bộ, kể cả chính quyền các cấp từ hiện nay, thì đối với kể cả bản thân tôi đây nè, cũng đối với cái chuyện cấp mã số vùng trồng cũng là một cái việc mới và việc khó khăn. Do đó mới có cái việc mà tôi nói là vừa làm, bản thân anh em tôi cũng phải vừa làm, vừa nghiên cứu, vừa học tập và vừa phải điều chỉnh phương án cho nó phù hợp. Do đó đối với người dân thì có thể là kinh phí cho thực hiện là một việc, nhưng mà việc khó hơn đó là thay đổi cách nhìn, thay đổi cách hiểu và thay đổi được cái giá trị của việc chuyển cấp mã số vùng cho sản xuất lúa. Tại vì hiện nay thì bà con mình đã nhiều năm, thậm chí nhiều thế hệ sản xuất lúa là chủ yếu là gì? Đó là năng suất, đó là sản lượng, đó là giống lúa gì. Và khi bán đến ghe là coi như hết, là xong, bỏ tiền vô túi là xong. Tuy nhiên câu chuyện hiện nay thì để nông nghiệp mà nâng cao giá trị thì phải người dân phải hiểu được trách nhiệm của mình, đó là phải đến người tiêu dùng cuối cùng. Và để quản lý được cái này thì có như vậy thì mới bán được giá trị chúng ta mới được nâng lên. Như vậy thì phải biết được truy xuất được nguồn gốc, mà truy xuất nguồn gốc thì phải cái nền căn bản đó là phải có hộ khẩu, giống như tôi tuyên truyền là cấp mã số vùng giống như là cấp căn cước công dân cho một hộ dân. Thì thay vì ruộng chúng ta 12 triệu
Để đủ điều kiện được cấp mã số vùng trồng, nông dân phải tuân thủ các quy trình sản xuất an toàn, đặc biệt là phải ghi nhật ký sản xuất. Đây là một trong những rào cản khiến nông dân e ngại tham gia. Tuy nhiên, xây dựng mã số vùng trồng cũng mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người nông dân như chuẩn hóa quá trình chăm sóc, quản lý được diện tích trồng, đưa ra được quy trình chuẩn trong chăm sóc lúa, giúp theo dõi lịch sử chăm sóc cây, cảnh báo tình hình dịch bệnh, lên kế hoạch chăm sóc, danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng và ước lượng năng suất. Từ đó, lúa mới cho chất lượng ngon, đồng đều, đáp ứng được tiêu chuẩn của thị trường khó tính nhất. Mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói là mã số định danh cho một vùng trồng hoặc một cơ sở đóng gói nhằm theo dõi tình hình sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm và phục vụ truy xuất nguồn gốc của các sản phẩm cây trồng. Việc xây dựng mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói với mục tiêu hướng tới sản phẩm an toàn chất lượng không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn phục vụ thị trường xuất khẩu. Theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thời gian qua, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn thủ tục cấp mã số, phối hợp với các cơ quan chuyên môn và chính quyền các địa phương, tuyên truyền hướng dẫn các bước triển khai thực hiện, tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký, thành lập các đoàn khảo sát, kiểm tra, đánh giá, giám sát, hỗ trợ các tổ chức cá nhân sản xuất trồng trọt thực hiện đăng ký mã số vùng trồng. Được cấp mã số vùng trồng đồng nghĩa đầu ra nông sản rộng mở khi đáp ứng được tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu, từ đó nâng cao thu nhập cho người nông dân. Trước những yêu cầu ngày càng chặt chẽ về quản lý chất lượng nông sản, trong thời gian tới, ngành nông nghiệp tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức cá nhân trên địa bàn, đồng hành sát cánh hơn nữa trong việc hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh có nhu cầu cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói theo quy định. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã đề nghị Ủy ban Nhân dân các địa phương trọng điểm sản xuất lúa, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các xã phường tổ chức rà soát, kiểm tra hiện trạng các mã số vùng trồng đã được Cục Bảo vệ Thực vật cấp để xuất khẩu. Bên cạnh đó, yêu cầu các hợp tác xã chủ động có các biện pháp bảo vệ mã số của mình, kịp thời thông báo cho các cơ quan quản lý khi phát hiện các vi phạm liên quan đến sử dụng mã số để có phối hợp xử lý. Thực hiện cái chủ trương là cấp mã số vùng trồng cho sản xuất nông nghiệp đó, thì nói chung là sau khi tiếp thu chủ trương từ Ủy ban tỉnh, đặc biệt là sự chỉ đạo của huyện ủy với nhân huyện và cái sự chỉ đạo trực tiếp của phòng nông nghiệp đó, thì xã cũng đã tổ chức triển khai cho trước nhất là trong cán bộ đảng viên, đã tổ chức tuyên truyền cho cán bộ đảng viên, rồi qua các cái hội đoàn thể đó cũng tổ chức triển khai để cho người nông dân là nắm được cái chủ trương cấp mã số vùng trồng. Đó thì sau khi mà thực hiện cái chủ trương này đó, thì ở xã cũng có sự mà hỗ trợ của Chi cục Phát triển Nông thôn đó, cũng đã tổ chức là một cái lớp, trong đó có 30 nông dân tham gia với diện tích là 40 hectare để xây dựng cái mã số vùng trồng. Đó, thì cái lớp này cũng vừa làm xong, chuẩn bị là kết thúc bế giảng cái lớp. Thì nói chung thì cái sự đồng thuận của bà con sau khi được tuyên truyền thì cũng rất là tích cực đồng thuận với chủ trương này để làm sao nó nâng cao cái giá trị sản xuất của lúa, để là góp phần tăng thêm cái thu nhập, cải thiện đời sống và góp phần xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Châu Nga. Xác định cấp mã số vùng trồng là một trong những giải pháp quan trọng để hướng tới nền nông nghiệp số hoàn chỉnh. Trước mắt là đưa hàng hóa nông sản của tỉnh vươn xa ra thị trường thế giới. Thời gian tới, ngành nông nghiệp Bạc Liêu tiếp tục hướng dẫn các địa phương, đơn vị rà soát, quy hoạch những vùng sản xuất chuyên canh tập trung, ổn định đối với những loại cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện từng vùng và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tích tụ ruộng đất xây dựng các cánh đồng lớn, áp dụng sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Lốc Bộ Gáp và hình thức các chuỗi liên kết trong sản xuất để có số lượng sản phẩm lớn, chất lượng cao. Có thể thấy rằng, việc được cấp mã số vùng trồng sẽ giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa nông sản, thúc đẩy liên kết, hình thành các chuỗi giá trị bền vững hướng đến xuất khẩu. Tuy nhiên, việc triển khai mã số vùng trồng trên địa bàn tỉnh cũng gặp một số khó khăn nhất định. Bởi đây là lĩnh vực mới, đối với cơ quan quản lý và tổ chức cá nhân sản xuất nông sản phục vụ xuất khẩu, nên quá trình triển khai ít nhiều còn lúng túng và người dân vẫn còn một số băn khoăn. Bây giờ
thì ao ước của tôi mà với chức vụ của tôi chủ tịch hội đồng quản trị thì làm sao cho hợp tác xã cài ngàn phát triển hơn nữa, thì mình cái mã số vùng trồng thì bây giờ cấp mã số vùng trồng làm sao mình có thương hiệu rồi, thì mong các cái đối tác về cũng như là các công ty rồi hợp tác xã liên kết rồi doanh nghiệp để mình tiêu thụ cho mình với cái giá cả nó phải chăng, thì đó là điều tốt nhất. Bên cạnh việc từng bước chuẩn hóa, nâng cao chất lượng nông sản, phát triển vùng trồng đạt chất lượng, ngành nông nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục hướng dẫn, vận động và hỗ trợ người dân phát triển sản xuất ra sản phẩm đủ lớn, ổn định, mẫu mã đẹp, chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, quảng bá một số nhãn hiệu hàng hóa hướng đến sự bền vững, minh bạch, đáp ứng yêu cầu khách hàng, trả lời nhanh và tin cậy trong trường hợp có vấn đề liên quan đến sự an toàn và thu hồi sản phẩm. Đồng thời tỉnh tiếp tục xây dựng nhiều mô hình liên kết chuỗi gắn với bao tiêu và truy xuất nguồn gốc nhằm nâng cao giá trị nông sản, thích ứng biến đổi khí hậu. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như sử dụng các phần mềm, quản lý hệ thống chăm sóc, quản lý đồng ruộng kết nối với điện thoại và máy vi tính, các thiết bị cảm ứng và phần mềm điều khiển từ xa giúp theo dõi việc vận hành ô đê bao cũng như sản xuất ngoài đồng ruộng. Có thể thấy mã số vùng trồng góp phần quan trọng trong tạo dựng niềm tin và khẳng định uy tín của sản phẩm hàng hóa nông nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế. Việc xây dựng mã số vùng trồng giúp thay đổi nhận thức, hành động của người dân, doanh nghiệp và cán bộ quản lý tại địa phương về sản xuất nông nghiệp, hướng đến mở rộng về quy mô, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm, góp phần xây dựng nền kinh tế nông nghiệp phát triển trong tương lai. Xin chào quý vị và các bạn, trở lại với chương trình Bàn chuyện làm ăn của Đài Phát thanh Truyền hình Bạc Liêu. Qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng đã nắm được phần nào về lợi ích của mã số vùng trồng đối với nông sản. Và ở đây thì chúng tôi cũng có mời anh Trịnh Văn Ngang là chủ tịch của Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Đồng Tâm thuộc xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi. Thưa quý vị, đây cũng là một trong những đơn vị đầu tiên được cấp mã số vùng trồng của huyện Vĩnh Lợi. Nhân dịp này thì chúng tôi xin mời anh cho biết một số thông tin về việc khi mà mình được cấp mã số vùng trồng đó thì hợp tác xã của chúng ta đã có được những thuận lợi gì, cũng như là bên cạnh đó sẽ có những trở ngại gì thưa anh? Kính thưa quý vị, cái khó khăn của hợp tác xã hiện tại là đầu ra chưa ổn định là nguyên nhân là do mô hình còn mới, diện tích canh tác còn nhỏ lẻ, chưa đáp ứng được nguồn cung của đối tác, người dân còn hạn chế cái vấn đề chỗ chưa thấy cái quyền lợi của mình. Những yếu tố cơ bản đó thì để mình cũng khẳng định rằng là vấn đề chỗ là nhỏ lẻ thì không đảm bảo cái nguồn cung đối tác là thì không bao giờ có giá. Thì cái khó khăn của hợp tác xã hiện tại là bên cạnh đó thì thuận lợi là như thế nào thưa ông? Cái thuận lợi thì khi mà tiếp cận được cái vấn đề chỗ được nhà nước cũng hỗ trợ là cái vốn đầu tư để cho bà con, thì nói chung là bà con người ta cũng là đồng thuận để làm, nhưng có làm đôi khi đó là làm mà chưa thấy cái quyền lợi, khi cái quyền lợi chưa thấy là thử ra là nó cập nhật đồ nó khó khăn lắm. Thì thuận lợi thì cũng có mà cái khó khăn này nhiều hơn cái thuận lợi. Tuy nhiên thì ở bên cạnh đó thì mình trong hội đồng quản trị thì để sắp tới cái điều kiện thuận lợi nó sẽ nhiều hơn nữa, hoặc là cái sắp tới thì xã viên họ sẽ hứng khởi hơn và có cái sự đầu tư nhiều hơn, thì không biết là bên hội đồng quản trị sẽ có những cái phương pháp gì để khuyến khích họ? Cái phương pháp của hợp tác xã là trước tiên là mình phải cùng với ngành chuyên môn tuyên truyền có chiều sâu, rồi bản thân hợp tác xã thì cũng phải là giám sát thực tế, rồi mình vận động tuyên truyền cho nó thực tiễn hơn để rồi ta hiểu rõ cái giá trị và quyền lợi lâu dài như thế nào, để kết nối với mà cái phía đối tác nên đảm bảo cái an toàn cái sản phẩm mình nó mới có chất lượng, là mới có giá. Thì rõ ràng chúng ta có thể khẳng định một điều là mã số vùng trồng nó mang lại nhiều lợi ích cho người dân khi mà được cấp mã số này. Nhưng mà có điều chúng tôi vẫn rất là băn khoăn là tại sao mà người dân, như anh Ngang mới vừa nói, là người dân họ chưa có tự nguyện, chưa có tích cực trong cái việc mà xúc tiến để được cấp mã số vùng trồng. Như vậy thì cái thủ tục pháp lý
để mà được cấp mã số vùng trồng, hay là trong cái việc thực hiện sử dụng mã số vùng trồng này nó có cái gì khó khăn hay không? Thì đây có thể là tôi cho rằng đó là những cái vấn đề mà người dân đang cứ lo lắng, cứ họ chưa có xác định rõ, đang còn mông lung cái vấn đề này. Như vậy thì với những cái thắc mắc này thì chúng tôi xin dành cho tiến sĩ Nguyễn Văn Bo là anh có thể là giải thích một cách rõ ràng cặn kẽ về cái lợi ích của cấp mã số vùng trồng, hay là những cái thủ tục cần thiết mà người dân muốn làm để được cấp mã số vùng trồng như thế nào. Xin mời tiến sĩ. Thì nói chung về cái thủ tục để cấp cái mã số vùng trồng tiêu thụ nội địa cũng như là xuất khẩu thì nó cũng dễ dàng thôi. Có các cái biểu mẫu và các cái tổ chức cá nhân mình chỉ cần cung cấp đầy đủ các cái thông tin theo yêu cầu và chúng ta nộp về cơ quan chuyên môn, mà ở tỉnh của chúng ta thì đó là Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật sẽ xem xét và xử lý. Vấn đề mà các cái tổ chức cá nhân quan tâm đó là sau khi mà tham gia vào cái mã số vùng trồng như thế thì người ta sẽ đạt được những cái lợi ích gì, thì do đó mà họ cũng còn băn khoăn trong cái vấn đề là tham gia vào cái việc đề nghị xin cấp mã số vùng trồng. Đối với cái thủ tục thì nói chung nó cũng đơn giản thôi, mình cũng dễ thực hiện chứ cũng không có khó khăn gì. Còn về cái mà cụ thể cái các cái thủ tục thì đối với cái mã số vùng trồng đối với cái mã số vùng trồng tiêu thụ nội địa thì nó có một số cái thủ tục, như là cái mình phải làm cái giấy đăng ký cấp mã số vùng trồng, rồi bên cạnh đó là có cái sơ đồ vùng trồng kèm theo cái danh sách của các hộ nông dân. Đối với cái trường hợp mà cái vùng trồng là có nhiều hộ, và một cái nữa đó là cái chúng ta phải có cái nhật ký canh tác để ghi chép lại cái quá trình hoạt động trong một vụ lúa. Và một cái yêu cầu nữa đó là có thể là có các cái bản sao của các cái loại giấy chứng nhận như là việc ghép hữu cơ hoặc là sản xuất an toàn, và kèm theo cái bản cam kết đủ điều kiện sản xuất an toàn. Còn đối với cái mã số vùng trồng xuất khẩu thì nó cũng có một số cái thủ tục yêu cầu chúng ta phải thực hiện, đó là cái tờ khai kỹ thuật nè, rồi cái biên bản kiểm tra hoặc giám sát vùng trồng, rồi cái có cái văn bản thể hiện sự thống nhất tham gia vùng trồng, cũng như là sự đồng thuận cho cái tổ chức hoặc là cá nhân đại diện vùng trồng và quản lý sử dụng cái mã số sau khi mà được phê duyệt. Và một cái vấn đề nữa đó là phải ghi chép cái việc giám sát cái tình hình sinh vật gây hại theo cái tiêu chuẩn quốc tế về các cái biện pháp kiểm dịch thực vật số 6. Và một cái yêu cầu nữa đó là cái phải có cái quy trình kiểm soát sinh vật gây hại tại vùng trồng. Và nếu mà có các cái loại chứng nhận như là việc ghép sản xuất hữu cơ hoặc là sản xuất an toàn thì mình sẽ photo kèm theo cái hồ sơ. Để được cấp cái mã số vùng trồng thì sẽ có một số cái điều kiện. Đối với cái vùng trồng tiêu thụ nội địa thì nó sẽ có một số cái điều kiện. Cái thứ nhất là yêu cầu về diện tích. Thì đối với cái cây trồng lâu năm thì diện tích tối thiểu là 1 hecta. Còn cây trồng hàng năm thì diện tích tối thiểu là 0,1 hecta. Rồi yêu cầu về cái điều kiện canh tác thì cái vùng trồng là đòi hỏi phải có cái địa điểm diện tích thích hợp, có cái khoảng cách đảm bảo an toàn đối với các cái nguồn gây độc hại, các nguồn ô nhiễm và các cái yếu tố gây hại khác. Về đất trồng thì phải có cái kết quả kiểm nghiệm về hóa học hoặc là sinh học đạt yêu cầu. Rồi nước tưới thì phải đạt cái quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất kinh doanh thực phẩm, đáp ứng cái quy định về nước tưới tiêu. Bên cạnh đó thì cũng có những cái yêu cầu về cây giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thì phải có trong cái danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam. Thì
Một cái yêu cầu nữa đó là về cái việc thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, cũng như là xử lý các chất thải, nước thải trong cái khu vực sản xuất của chúng ta. Rồi một cái yêu cầu nữa đó là về cái thu gom sơ chế. Và cái yêu cầu cuối cùng đó là người trực tiếp sản xuất thì đảm bảo sức khỏe để mà sản xuất, tuân thủ cái quy định về sức khỏe, về kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm. Qua những thông tin vừa rồi của tiến sĩ Nguyễn Văn Bo thì chúng ta cũng đã thấy được để người nông dân có được đủ cái điều kiện cấp mã số vùng trồng thì chúng ta phải theo tất cả những cái thủ tục cũng như là cái điều kiện ha, thưa tiến sĩ. Dạ, cái điều kiện như thế thì mới có đủ cái những cái yếu tố cần mà có thể được cấp mã số vùng trồng. Vậy thì nhân đây chúng tôi cũng xin được biết rằng là một cái người trực tiếp hướng dẫn làm thủ tục cho nông dân thì không biết là hiện tại bây giờ thì nông dân của chúng ta đã trên cơ bản đã đáp ứng được những cái điều kiện đó hay chưa, hay còn những rào cản gì thưa ông? Kính thưa quý vị, thì đối với sản xuất ở Vĩnh Lợi thì có hai lĩnh vực chính mà chúng tôi đang quan tâm, đó là thủy sản và sản xuất lúa. Thì đối với thủy sản thì cấp mã số cơ sở nuôi thì nó đơn giản hơn. Còn đối với sản xuất lúa thì nó khá phức tạp và nó đòi hỏi cái sự tham gia của người dân là yếu tố quyết định. Như chỗ tiến sĩ Bo vừa nói đó, quy trình cũng rất là phức tạp. Rồi có những cái thì rất là mới đối với người dân. Cái nữa là người dân như chỗ anh Ngang vừa nói là cũng chưa thấy ràng buộc thì nhiều quá, nhưng mà thực tế thì khi cấp mã số vùng trồng cũng chưa phải là đem lại cái lợi ích liền cho người dân. Do đó trong công tác thực hiện của tôi là phải kết hợp, nhưng mà nói chung là đầu tiên để cho người dân họ cảm thấy họ thích cái đó, giống như là một trò chơi vậy đó, tham gia như vậy rồi được tập huấn, rồi có anh em cán bộ kỹ thuật, rồi có những chương trình hỗ trợ để khích lệ, thì đầu tiên là tôi tuyên truyền vận động vô tham gia làm. Trước mắt mình không nói nhiều về cái chuyện để được cái gì đâu, mà vô tham gia làm giống như là tham gia vui trước, rồi từ từ thì mình mới hướng dẫn vào cái chuyện là được cái gì. Thì hiện nay thì một số điểm thì khi mình làm thì người dân cũng không phải là hết, nhưng mà đa số thì hiện nay khi tham gia được các mã số vùng trồng thì cũng thấy được có một số phải điều chỉnh. Thí dụ như chỗ đốc tiến sĩ Bo đó, họ thấy được à cái này là xài không đúng, nó làm tăng chi phí. Rồi bản thân mình cũng thấy cũng mình làm cái sản phẩm này là cho con người, chính sức khỏe con người. Do đó nếu làm mà lưu ý thì qua cái này thì người ta cũng biết được à làm như vậy có những vật chất này, những loại thuốc này khi làm vô thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Thực ra ai cũng có lòng trắc ẩn, ai cũng có tính nhân văn của họ hết. Khi đánh vào những cái chuyện này thì cái ý thức dần nâng lên. Tất nhiên là một ngày một bữa sẽ không thể nào mà thay đổi hoàn toàn, nhưng mà từng bước. Nhưng mà tôi thấy với một chỉ 1-2 năm gần đây, nhưng mà cái sự chuyển biến này có hướng rất là tích cực. Ngoài ra thì một yếu tố đó là vấn đề về lợi ích. Thì hiện nay thì các doanh nghiệp, tôi cũng liên hệ được một số doanh nghiệp như một số ở Cờ Đỏ, vừa rồi đây một số doanh nghiệp Cờ Đỏ, An Giang, như Angemet chẳng hạn. Nếu làm được cái này thì họ sẽ mua lúa giá có cộng thêm. Cộng không nhiều lắm, khuyến khích thôi, 50-100 đồng giá vậy đó. Nếu làm được cái được cấp mã số vùng trồng và duy trì được cái chuyện đó như vậy thì cũng khuyến khích được. Dù sao cũng có thu nhập thêm. Đã tham gia chơi vui mà cộng thêm có thu nhập thêm. Nhưng mà vấn đề sâu xa, mục tiêu tôi muốn hướng tới là người dân phải thực sự xem đây là một giải pháp quan trọng, không thể nào không làm. Có nghĩa là thay vì trước đây mình làm sao để có thật là nhiều lúa, thật là nhiều tôm thôi, thì hiện nay phải nói là làm sao sản phẩm này được minh bạch thông tin, được người dùng, người tiêu thụ, người ta biết và người ta cảm thấy là cái sản phẩm mình cung cấp ra cho người tiêu dùng nó là một cái sản phẩm mà người ta cảm thấy rất là tự hào để cung cấp cho xã hội. Hướng mình đi đến như vậy cho hiện nay thì chưa được. Nhưng mà con đường này phải đi thôi. Tại vì hiện nay sẽ có rất là khác. Tôi nói ví dụ anh Ngang cũng trồng rau,
nhưng mà có thể anh ngang bao trồng rau tôi sẵn sàng mua 1 kg 20 ngàn, nhưng phải anh ngang trồng anh cấp cho tôi. Nhưng mà nếu anh ngang trồng mà cấp cho anh Thi có khi không mua, tại vì không biết ông ngang là ông nào. Nhưng mà khi được cấp mã số vùng trồng làm tốt thì những cái chứng nhận đó được cơ quan nhà nước và được cơ quan, các cơ quan có thể không phải là cơ quan nhà nước họ chứng nhận, thì lúc đó anh Thi hay anh Đạt hay tất cả mọi người đều biết sản phẩm của anh ngang được chứng nhận bằng tính, có tính pháp lý hẳn hồi. Thì lúc đó anh ngang không phải bán được cho tôi 1 kg 20 ngàn, có thể bán cho rất là nhiều người được 20 ngàn. Do đó hiện nay cái niềm tin trong sản phẩm nông nghiệp là rất là quan trọng. Và khởi nguồn cho cái niềm tin này để chứng nhận một cách pháp lý thì không có gì khác là phải là từ mã số vùng trồng. Mã số vùng trồng là gì? Mình nói lại đó là mã số định danh đó. Có nghĩa là từ ông này làm như vậy. Thì cái thứ hai nữa là mình mới truy lại được bằng cơ sở công nghệ thông tin hiện nay. Do đó vấn đề con đường này còn rất là dài. Do đó với cái buổi hôm nay thì với thời gian như vậy thì mình cũng thấy là cái hiệu quả thực sự đem lại cho tới nay thì mình chưa thấy rõ. Nhưng mà nó là cái nền tảng cực kỳ quan trọng, mà tôi nghĩ nó là cái nền tảng một bước đi rất là ngắn cho cái ngành nông nghiệp trong cái công nghiệp mới này. Nhưng mà nó là rất là quan trọng, là nền tảng để bước chắc cho những bước tiếp theo. Và người nông dân tôi phải làm theo hướng này. Do đó cái câu chuyện là sắp tới người, câu chuyện này tôi đã tuyên truyền cả huyện Vĩnh Lợi rất là nhiều năm nay. Nếu người dân không chuyển đổi thì sẽ thiệt thòi. Do đó chính sách của huyện ủy ủy ban là hiện nay chỉ đạo cho tôi làm là công bằng nhưng mà không cạo bằng. Thí dụ hiện nay nếu không thành lập hợp tác xã thì địa phương đó sẽ thiệt thòi. Nhiều chính sách sẽ chỉ đầu tư, không phải quy định từ trung ương là chỉ được đầu tư cho hợp tác xã. Thì nơi nào không có hợp tác xã hoặc người ngoài hợp tác xã là sẽ thiệt thòi. Kính thưa quý vị và các bạn, thì như tiến sĩ Nguyễn Văn Bo hồi nãy có thông tin thì cái việc mã số vùng trồng có hai loại, một loại là để cung ứng hàng nội địa và một loại là để cung ứng hàng xuất khẩu. Tuy nhiên theo tìm hiểu của chúng tôi thì cho đến hiện nay ở trong tỉnh Bạc Liêu thì đa phần mã số vùng trồng được cấp chỉ để cung ứng hàng nội địa, còn mã số để cung ứng hàng xuất khẩu thì rất là hạn chế. Và sau đây xin mời quý vị cùng xem lại ghi nhận của chúng tôi. Để đảm bảo uy tín, xây dựng thương hiệu cho nông sản, chiếm lĩnh thị trường trong nước cũng như hướng tới xuất khẩu, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bạc Liêu đã tập trung hỗ trợ các địa phương xây dựng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói trong việc tuân thủ các quy định tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm nâng cao giá trị nông sản, đáp ứng các điều kiện và quy định để có thể xuất khẩu. Lợi ích của mã số vùng trồng đem lại cho người dân đã rõ, nhưng thực tế vẫn còn nhiều nơi chưa quen canh tác, chưa có thói quen ghi chép nhật ký chăm sóc cây trồng, nên khiến cho hiệu quả giám sát chất lượng sản phẩm còn hạn chế. Các hợp tác xã và nông dân mới chỉ quan tâm đến cấp mới mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói mà chưa chú trọng đến duy trì giám sát chéo lẫn nhau, dẫn tới một số sản phẩm không đáp ứng yêu cầu. Trong khi đó, để có mặt tại các thị trường khó tính, các vùng trồng lúa gạo chất lượng cao phải đáp ứng được các yêu cầu khắt khe về nguồn gốc, vệ sinh, an toàn thực phẩm. Thì theo trước đây thì hợp tác xã chưa có cái sự mà triển khai cái vụ mà mã vùng trồng, thì sau này có được trong hội đồng quản trị rồi tập huấn về có triển khai với ở trên đó, thì có xuống có triển khai cái vụ mà mã vùng trồng thì xã viên người ta thì cũng là mừng, mà điều kiện cái vào thực tế thì nó ngay thì nó cũng chưa có thực tế, thì nó ngay vô cái mã vùng trồng thì nghe phổ biến thì nó có nhiều cái quyền lợi cho cái người xã viên. Cái thứ nhất là cái quyền lợi là được cái mã vùng trồng là trước đây mình có cái, cũng như có cái bản quyền để là đi du xa ra, ví dụ khác các tỉnh khác, nói nôm na đi các tỉnh khác chứ không nói là tới nước ngoài, là coi như mình được cái ưu tiên cái vùng mã vùng trồng mình được bán được là có cái lợi nhuận cao, thì nó có nhiều cái thuận lợi cho xã viên. Việc giám sát và sử dụng mã số vùng trồng còn khó khăn do vùng sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, dẫn tới liên kết giữa đại diện vùng trồng với các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu còn lỏng lẻo. Hệ thống các văn bản trong quản lý sử dụng mã số vùng trồng cũng như chế tài xử lý vi phạm chưa đầy đủ và vẫn còn hiện tượng sử dụng mã số chưa đúng. Theo các chuyên gia nông nghiệp,
cần phải nâng cao nhận thức về mã số vùng trồng cho người dân, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh quyết liệt của các mặt hàng nông sản. Vấn đề chất lượng, truy xuất nguồn gốc, vệ sinh, an toàn thực phẩm ngày càng trở nên quan trọng. Do đó, việc đăng ký, quản lý mã số vùng trồng là cơ sở quan trọng để khẳng định về chất lượng nông sản trên thị trường. Cho đến cái thời điểm hiện nay thì trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã cấp được là 70 mã số vùng trồng. Trong đó thì có 6 mã số vùng trồng là cấp cho các cái đơn vị là sản xuất rau màu, còn lại là 64 mã số vùng trồng là cấp cho vùng sản xuất lúa. Thì trong 64 mã số vùng trồng sản xuất lúa này thì có 57 mã số là phục vụ cho tiêu thụ nội địa và 7 mã số là phục vụ cho xuất khẩu. Thì trong cái thời gian qua thì cái việc cấp mã số vùng trồng cho xuất khẩu thì vẫn còn ít, là do thông thường thì khi mà các cái doanh nghiệp có cái thị trường xuất khẩu sang các cái nước cụ thể thì họ mới đề nghị cấp cái mã số vùng trồng xuất khẩu. Tại vì đối với vùng trồng xuất khẩu thì mình phải sản xuất theo cái đơn đặt hàng và theo các cái quy định của các cái nước nhập khẩu. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần quan tâm, chỉ đạo và bố trí đủ nguồn lực cho cấp quản lý và giám sát mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu. Đồng thời các địa phương tăng cường thanh tra kiểm tra sau cấp mã số, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tái phạm nhiều lần. Tuyệt đối không cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật cho các lô hàng không tuân thủ. Ngoài ra các địa phương cần ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cung cấp thông tin về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói để phục vụ kiểm tra, giám sát và truy xuất nguồn gốc. Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật cần chủ trì phối hợp với các địa phương tăng cường hướng dẫn tập huấn chuyên môn cho người dân, doanh nghiệp và cán bộ địa phương về những quy định của các nước nhập khẩu nhằm đáp ứng yêu cầu về bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm. Thưa quý vị, qua cái ghi nhận vừa rồi thì nhân đây chúng tôi cũng xin được mời tiến sĩ Nguyễn Văn Bo có thể cho chúng tôi được biết cặn kẽ hơn về cái vấn đề mà có sự khác biệt giữa hai loại mã số vùng trồng. Cái điều này như thế nào thưa? Thì cái mã số vùng trồng tiêu thụ nội địa cũng như là xuất khẩu thì nó có một số cái đặc điểm khác nhau. Cụ thể là đối với cái mã số vùng trồng tiêu thụ nội địa thì theo quy định của Bộ Nông nghiệp thì trong cái quá trình mà thực hiện cái hồ sơ để đăng ký cấp mã số vùng trồng thì trong đó có đòi hỏi là cái đất và nước thì phải được lấy mẫu phân tích các cái kết quả về kim loại nặng. Nếu mà đạt yêu cầu thì mình mới được cấp cái mã số vùng trồng tiêu thụ nội địa. Còn đối với cái mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu thì mình phải sản xuất theo cái tiêu chuẩn cũng như là cái yêu cầu của nước nhập khẩu. Và mỗi một thị trường thì họ có cái yêu cầu riêng, cho nên mình muốn xuất khẩu được cái sản phẩm của mình ra những cái nước đó thì mình phải sản xuất theo cái tiêu chuẩn của họ đặt ra và phải thực hiện đúng như thế. Và một cái nữa đó là về cái kiểm soát sinh vật gây hại thì người ta khuyến khích là phải áp dụng theo tiêu chuẩn quốc tế số 6. Và trong đó thì vùng trồng phải có cái quy trình kiểm soát sinh vật gây hại. Đó là cái đặc điểm của hai cái mã số vùng trồng. Qua tìm hiểu thì chúng tôi cũng được biết mã số vùng trồng không phải có giá trị thực sự nếu chúng ta không cập nhật đúng quy định cũng như sử dụng một cách có trách nhiệm. Như vậy thì để hiểu rõ hơn về việc quản lý rồi sử dụng hiệu quả khi được cấp mã số vùng trồng thì người được cấp cần phải thực hiện những nội dung gì? Thì phần này xin được mời tiến sĩ Nguyễn Văn Bo cho biết thêm một số thông tin ạ. Khi mà được cái cơ quan chuyên môn cấp cái mã số vùng trồng thì cái trách nhiệm của các cái tổ chức cá nhân mà đại diện cho cái vùng trồng đó phải có cái nhiệm vụ là phải tuyên truyền cũng như là
khuyến khích cái người dân là phải duy trì cho tốt các cái điều kiện mà như cái ban đầu mà mình đăng ký để được cấp. Đó là cái vấn đề mà phải ghi chép, phải có cái nhật ký ghi chép lại cái quá trình canh tác nè, rồi phải cung cấp các cái thông tin kịp thời về sự thay đổi diện tích cũng như là sự thay đổi về cái số hộ tham gia trong cái vùng trồng. Và cái vấn đề quan trọng đó là để mà cái vùng trồng mà có cái sản phẩm làm ra đảm bảo cái chất lượng cũng như là an toàn thực phẩm rồi truy xuất nguồn gốc rồi đó, thì phải chú trọng đến cái vấn đề là cái thời gian cách ly. Mình sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật làm sao mà phải đảm bảo cái thời gian cách ly. Tại vì một số cái thị trường tiêu thụ thì người ta cũng có cái yêu cầu đặt ra là người ta có thể lấy mẫu để kiểm tra cái dư lượng mà thuốc bảo vệ thực vật, kiểm tra một số cái hạt chất thuốc bảo vệ thực vật mà có khả năng là lưu tồn cái dư lượng vào cái thời điểm là trước khi thu hoạch. Về vấn đề này thì chỗ ông Tô Thanh Hải có ý kiến gì không ạ? Thì cái này thì nói thêm thôi, thì quy định thì nó rõ như vậy rồi. Thưa quý vị, thì đối với khi mình được hỗ trợ cấp mã số vùng trồng như ngay từ đầu mình nói đó, đó chỉ là được cấp cái mã số định danh cho vùng trồng. Tuy nhiên đối với mã số định danh của con người thì nó khác, nó rõ ràng là có tuổi, có năm sinh, địa phương, quê quán nhân dân. Còn đối với mã số vùng trồng thì mình phải cập nhật. Tại vì sao mã số vùng trồng nó như vậy, nhưng mà hàng vụ chúng ta làm thì mình phải khai báo để mình duy trì được cái mã số này. Thì tôi trong quá trình thực hiện tôi cũng khuyến cáo hướng dẫn người dân rất là cụ thể. Thậm chí cái này thì nói nó cũng hơi không trúng lắm, nhưng mà tôi vẫn phải làm. Đó là đôi lúc cũng phải thăm và nhập liệu hộ người dân, tại vì họ không quan tâm, chưa được quan tâm nhiều. Mà thời gian dài nếu chúng ta không ấy thì theo quy định hình như cũng phải thu hồi phải không tiến sĩ? Đúng rồi. Có nghĩa mình không ghi chép, mình không có cập nhật thì họ cũng giống như cấp cho mình là cấp cái ghế thôi, một cái vé gì đó. Nhưng chúng ta không ngồi, chúng ta không thời gian thì chúng ta sẽ bị mất cái ghế đó để cấp cho người khác, cái mã đó cho người khác. Thì mình nói rõ với người dân rất là cụ thể như vậy, do đó được cấp hỗ trợ rất là nhiều, rồi bà con cũng đã cực khổ để được cái cấp thì phải cố gắng duy trì. Thưa quý vị, từ đầu câu chuyện cho đến bây giờ thì chúng ta cũng đã thấy được cái việc lợi ích khi người dân được cấp mã số vùng trồng là nó như thế nào. Và tuy nhiên bên cạnh đó cũng còn những một số cái khó khăn, những cái trúc trắc. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là trong tương lai chúng ta cần phải theo đúng cái xu hướng và xu thế như thế, thì cái sản phẩm của người nông dân mới đạt được hiệu quả cao và mới được giới thiệu ra thị trường của các tỉnh cũng như là thị trường quốc tế. Vậy thì trong tương lai sắp tới á, để cho người dân có thể quan tâm nhiều hơn cũng như là tiếp cận nhiều hơn đối với vấn đề này, thì về phía lãnh đạo huyện thì không biết là có những cái chính sách, chủ trương hay là những ưu tiên như thế nào, thưa ông? Thì thời gian tới thì huyện ủy, ủy ban nhân dân của huyện Vĩnh Lợi nói riêng, tôi nghĩ là của tỉnh cũng cả tỉnh luôn đấy, cũng phải là có những cái chính sách hết sức là khác biệt để khuyến khích họ, những tổ chức cá nhân tham gia cùng với chúng ta trong cái việc mà cung cấp mới mã số vùng trồng, nó cho nó đảm bảo cái diện tích cũng như là phù hợp với cái xu hướng của thời đại. Một số cái nội dung mà chúng tôi có thể liệt kê về ưu đãi đó, thứ nhất đó là những cái bạn biết là về thủ tục nè, về điều kiện để cấp thì nó cũng khó khăn. Thế thì cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể là ngành nông nghiệp, là phải hỗ trợ tích cực cho nông dân, cho hợp tác xã trong cái việc thực hiện các thủ tục hành chính mà đề nghị cấp mới cái mã số vùng trồng. Đó là cái mà mình phải tập trung song song với cái tuyên truyền. Cái thứ hai nữa là ngoài cái về thủ tục hành chính thì khi tham gia mã số vùng trồng, người dân sẽ thấy cái lợi ích cả trước mắt và lâu dài. Trước mắt, lâu dài thì các bạn biết rồi, các lâu dài là cái sản phẩm của họ tiêu thụ tốt hơn, giá cả cao hơn như nãy trình bày của các bạn đây. Và về trước mắt thì họ khi tham gia vô cái chuỗi sản xuất, cái hợp tác xã
thì họ sẽ được là nhà nước đầu tư một cách đồng bộ về cơ sở hạ tầng. Đây tôi nói ví dụ như giờ nhà nước sẽ đầu tư hệ thống là đường giao thông, rồi nạo vét kênh mương, rồi các cái cống, máy chạm bơm. Đấy, nhưng mà những cái đó thì nó liên quan mật thiết và tác động trực tiếp đến những hộ mà tham gia vào mã số vùng trồng, những hợp tác xã. Cái thứ hai nữa là nhà nước sẽ ưu tiên ứng dụng các cái khoa học công nghệ cho những hợp tác xã. Tôi nói ví dụ như giờ là chúng ta sẽ, nếu như có cái mã số vùng trồng có diện tích đủ lớn, thì chúng ta sẽ có điều kiện để cơ giới hóa, sử dụng máy bay không người lái để bơm xịt thuốc, rồi gieo hạt, rồi chăn nuôi khép kín. Thì những cái đó là sẽ góp phần giải phóng sức lao động của người dân, ít công lao động hơn nhưng mà năng suất cao hơn. Đây thì những lợi ích đó. Và một cái nữa chúng tôi cũng đề cập là phải đẩy mạnh cái liên kết cái chuỗi nông nghiệp. Đẩy mạnh liên kết này chúng ta sẽ hình thành hợp tác xã. Trong cái chuỗi liên kết này thì phân công phân việc rõ ràng, ai làm cái gì, người này làm cái món này, người kia làm món kia. Nói dụ thì bên có đất, bên sản xuất thì thành viên khác của hợp tác xã đó sẽ là cung cấp giống, cung cấp phân bón cho nông dân. Thì khi mà chúng ta liên kết lại thành một cái chuỗi như vậy thì chúng ta sẽ có cái điều kiện để hạ thấp cái giá thành sản phẩm. Trong cái sản xuất, cái nền kinh tế nông nghiệp hiện nay thì chỉ có một cái con đường là liên kết thì mới hạ thấp cái chi phí sản xuất. Hạ thấp chi phí sản xuất đồng nghĩa với cái lợi nhuận sẽ tăng. Thì đó là một số cái lợi ích mà trước mắt và lâu dài. Và còn một cái vấn đề nữa mà nãy anh Hải có đề cập đấy, thì khi chúng ta có mã số vùng trồng, chúng ta liên kết chủ sản xuất, chúng ta tham gia hợp tác xã thì sẽ được nhà nước ưu tiên đầu tư những cái nguồn vốn từ các cái chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình mục tiêu khác của trung ương, cũng như là những cái hỗ trợ tập trung của tỉnh để mà phát triển cái cơ sở hạ tầng, phát triển cái nguồn nhân lực. Rồi cũng thông qua cái hợp tác xã mà chúng ta sẽ hỗ trợ được tín dụng, những cái tổ chức tín dụng như là ngân hàng thương mại, ngân hàng nhà mà có vốn của nhà nước, rồi ngân hàng chính sách. Khi hỗ trợ thì họ sẽ hỗ trợ một cách tập trung, chứ không có hỗ trợ manh mún riêng lẻ cho từng cá nhân. Như vậy thì nếu chúng ta tham gia hợp tác xã, tham gia chuỗi liên kết sản xuất thông qua tham gia vào cái mã số vùng trồng này, thì chúng ta sẽ được hưởng lợi từ cái chính sách tín dụng của nhà nước. Xin cảm ơn những chia sẻ của ông Trần Anh Thi. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng với những cái thông tin bổ ích này thì người dân sẽ ý thức hơn trong cái việc là xây dựng mã số vùng trồng cho chính trên cái mảnh ruộng của mình. Thưa quý vị và các bạn, như vậy thì việc cấp mã số vùng trồng có thể nói là chìa khóa để chúng ta xây dựng lòng tin, của nâng cái chất lượng và nâng cái uy tín của nông sản. Và cũng nhờ đó mà đây là cái điều kiện cần thiết là chúng ta phải làm để cho nông sản tạo được cái lòng tin trong lòng người tiêu dùng. Đó. Thì như vậy thì cái việc sản xuất nông nghiệp của người nông dân thì cũng có thể khẳng định là sẽ được nâng lên ở một cái tầm cao mới. Và đây cũng là một cái vấn đề rất cần thiết xã hội đang khuyến khích là chúng ta ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp để phát triển nông nghiệp trong xã hội hiện nay. Cảm ơn anh Đạt. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Bàn Chuyện Làm Ăn của Đài Phát thanh Truyền hình Bạc Liêu cũng xin được khép lại. Một lần nữa xin được cảm ơn các diễn giả đã dành thời gian đến tham gia chương trình hôm nay. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.